tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, tháng 6 âm lịch 2023, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Kỷ Mùi đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị, quý vị có biết rằng may mắn hay xui xẻo, giàu sang hay nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điềm báo nhắc nhở bản thân chúng ta, vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát, nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất là khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng cũng sẽ rất cao. Khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023, các thầy tử vi đặc biệt nhắn gửi tới người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 về vận trình của bản mệnh có nhiều biến động, cục diện tương hình thái tuế, khó khăn ập đến, tiểu nhân xuất hiện, vận đen đeo bám. Nếu quý anh chị tuổi Kỷ Mùi làm được điều này thì sẽ cải biến được số mệnh, giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, giàu sang phú quý bùa vây, tài lộc ngút ngàn, giàu sang ba đời ăn không hết của. Vậy cụ thể ra sao, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm được vận may thì xin mời quý anh chị tuổi Kỷ Mùi cùng theo dõi luận giải tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn qua đôi điều về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi. Người sinh năm 1979 mang mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa ở trên trời, không bao giờ tắt. Người cầm tinh con dê, Kỷ Mùi, theo ngũ hành nạp âm của lục thập hoa giáp. Một người mệnh hỏa khác với mệnh hỏa khác, đó là thiên thượng hỏa, lửa trên trời, được ví như là ánh lửa của mặt trời, trung tâm của vũ trụ. Ngọn lửa ấy vẫn hàng ngày tỏa sáng, cung cấp ánh sáng cho vạn vật trên cõi nhân thế. Thiên thượng hỏa được ví như là ngọn lửa trên trời, nó là một nguồn ánh sáng lớn tỏa khắp vùng đất rộng lớn. Với năng lượng ánh sáng này, nó mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Những người sinh năm Kỷ Mùi 1979 là những người bản mệnh thuộc mệnh này, họ luôn sống đầy nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, họ lại là người thẳng tính, nên nhiều khi sẽ làm mất lòng người khác, nên họ có rất ít những người bạn thân thiết, đúng mực. Nhưng vì trong thâm tâm họ luôn có một tấm lòng độ lượng, khá hào phóng và thích giúp đỡ người khác, nên thiên thượng hỏa cũng rất được mọi người yêu mến và kính trọng. Vì mang trên mình những đức quang huy sáng lạn, nên họ là những người sống thẳng tính, ngay thẳng, nên rất nóng tính, ghét sự mờ ám, khuất tất, nên tốt nhất đừng giấu giếm họ chuyện gì. Tuy họ nóng tính, nhưng họ cũng rất độ lượng, hào phóng với bạn bè xung quanh, họ cũng là những người rất trọng uy tín, đã nói là sẽ làm, họ sẵn sàng giúp đỡ nếu được nhờ vả. Giúp đỡ một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân, cũng giống như ánh mặt trời chỉ phát tán năng lượng, mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ, phấn đấu cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng và xã hội. Họ yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng. Không chỉ vậy, họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán, làm theo ý và sở thích của bản thân, thiếu suy nghĩ chín chắn kỹ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình. Đặc biệt, thiên thượng hỏa rất thông minh, học hành tốt, được nhiều người nể trọng, đó là nét đặc trưng trong con người của thiên thượng hỏa. Nếu ai biết lấy đó làm ưu điểm để phát huy cho bản thân mình và công việc, thì chắc chắn sẽ có được vị trí thăng tiến khá cao, được chỗ đứng trong xã hội. Trong giao tiếp, thiên thượng hỏa là những người cởi mở, không thích lấy lòng người khác, họ chất phác, bộc bạch, đúng những gì họ nghĩ, không hề muốn che giấu suy nghĩ của bản thân. Đôi khi cũng chính điều này khiến họ bị cô lập, rơi vào hoàn cảnh đơn độc hay có thể bị ghét bỏ. Nhưng, dù là trong hoàn cảnh nào, họ vẫn chính là mình, thiên thượng hỏa, lửa trên trời không bao giờ tắt, vượt qua mọi khó khăn trong các vấn đề. Trong tình cảm, thiên thượng hỏa rất nồng ấm, cuồng nhiệt, nên khi yêu họ say đắm dường như đánh mất lý trí, không toan tính. Họ thường bị thu hút bởi ánh sáng và sắc màu, theo đuổi đối tượng bằng sự quan tâm đều đặn, thường xuyên, đến khi chinh phục được thì thôi. Họ cũng là người thích công khai tình cảm với mọi người xung quanh bằng những hành động nhỏ như thường xuyên đi chơi, thường xuyên mời bạn đi dự tiệc, sinh nhật hoặc là các hoạt động khác. Với những người làm việc này khiến cho người xung quanh cảm thấy họ thân thiện, dễ cởi mở và tâm sự, yêu quý trong phương diện tình cảm. Theo ngũ hành, Kỷ thuộc hành thổ sẽ giúp cho người mang tuổi Kỷ Mùi trở nên thực tế hơn, củng cố vững vàng trong tính cách của họ. Chính vì vậy,
mà kỷ mùi thường là kiểu người biết nghe lời và còn rất đáng tin cậy. Do đó, họ luôn biết cách lập sẵn kế hoạch từ trước và đề ra một kỷ luật nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện, dù trong công việc hay trong cuộc sống. Những ưu điểm chúng ta thường thấy ở những người sinh năm 1979 đó là lạc quan, độc lập, thận trọng. Tuy nhiên, đôi khi họ lại không có niềm tin vào bản thân mình. Chính vì thế mà đôi khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, họ luôn cảm thấy hoang mang, lo sợ. Tuổi Kỷ Mùi cũng giống như những tuổi Mùi khác, họ luôn yêu thích cuộc sống vật chất. Tuy nhiên, họ không hề phụ thuộc vào người khác, họ có thể tự bản thân mình đáp ứng nhu cầu cuộc sống của chính mình. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi, gia đình chính là tài sản quý giá nhất đối với họ. Họ luôn cố gắng làm mọi việc, luôn chăm chỉ vì những người yêu thương của mình. Đối với nam Kỷ Mùi, cuộc đời không mấy tốt đẹp, con đường công danh và sự nghiệp gặp phải nhiều trở ngại. Vận tài lộc cũng không gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, nếu biết kiên trì theo đuổi tới cùng, vượt qua được mọi khó khăn, thử thách, thì cuộc đời cũng sẽ được công danh tốt đẹp hơn, về sau hậu vận sẽ được yên vui. Công danh của nam Kỷ Mùi cũng không được ổn định cho lắm, lên xuống thất thường. Vì thế nếu như họ muốn ổn định hơn, thì cần phải nhờ đến sự hỗ trợ và giúp đỡ của những người thân trong gia đình. Gia đạo của nam Kỷ Mùi gặp phải nhiều đau xót, buồn, thường phải mang ở tiền vận, đến trung và hậu vận mới được ấm êm, hạnh phúc. Sự nghiệp bắt đầu lên cao và bền vững nhất khi bước sang tuổi 38 trở đi. Riêng vận tiền tài của nam Kỷ Mùi chỉ đẹp và ổn định khi bước đến tuổi 45 trở đi. Cuộc sống của nữ nhân Kỷ Mùi khi xem qua tử vi thì sẽ gặp nhiều may mắn về sự nghiệp lẫn gia đạo. Cuộc sống gia đình có được nhiều niềm vui, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp lại gặt hái nhiều thành công. Bởi vì vận số khá may mắn nên họ không phải chịu nhiều vất vả mà vẫn đạt được nhiều thành tựu cả về công danh lẫn sự nghiệp. Tóm lại, nữ giới Kỷ Mùi là người xinh đẹp, giỏi giang, có phần số tốt đẹp và được nhiều may mắn. Đặc biệt về sau, con đường hôn nhân lẫn con đường công danh, tài lộc đặc biệt phát triển mạnh. Bước sang tuổi trung niên, họ có vận may về con cái. Và sau đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Xem tử vi tháng 6 năm 2023 tuổi Kỷ Mùi âm lịch. Bản mệnh đang có những chuyển biến tốt trong tháng này nhờ có tam hội độ mệnh. Nếu bạn biết cách khai thác các mối quan hệ xã giao xung quanh mình, thì có thể sẽ được kết nối với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy được cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Với nguyệt lệnh lâm quan đới, con giáp này khá tự tin vào những việc mình đang làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc, chứ không cần phải ai nhắc nhở. Quý nhân vận tăng lên, bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc trong tháng này của Kỷ Mùi cũng có những bước phát triển rực rỡ. Số tiền mà bạn thu được trở nên dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và số tiền này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực bạn bỏ ra. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn trọng trong làm ăn, dành thời gian để nhìn nhận và khắc phục những vấn đề bất hợp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh của mình để hạn chế rủi ro. Tuổi Kỷ Mùi cũng có đào hoa chiếu trong tháng Kỷ Mùi, người độc thân chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Các cặp đôi có thể gặp chuyện thị phi và hiểu nhầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không hề nhỏ. Phương diện sức khỏe của tuổi này được dự báo không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại, chỉ cần bạn bật chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ tuổi cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe, thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, sự nghiệp của Kỷ Mùi trong tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu nên khởi sắc rõ rệt, công việc triển khai thuận lợi, quan hệ tam hội mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này nếu bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới chống lưng nên tháng này rất phù hợp để cầu chức, cầu danh, hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới, đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy tinh thần làm việc hăng say của những chú dê, bạn khá tự tin vào những việc mình làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay phải đợi những người thúc ép nữa, bản mệnh chủ động xông xáo hơn hẳn. Con giáp này cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, tham vọng và mục tiêu rõ ràng là kim chỉ nam để bạn vươn mình mạnh mẽ về phía trước. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty và cũng nhận được khoản thưởng nóng từ đó.
Tử vi tháng còn cho thấy các mối quan hệ xã giao của Kỷ Mùi tốt hơn trước rất nhiều. Nếu bạn biết cách khai thác lợi thế này, bạn có thể sẽ kết nối với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân vận tăng mạnh, sự chủ động sẽ khiến cho bạn gây ấn tượng tốt đẹp với quý nhân cũng như cấp trên. Nhờ đó bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Giai đoạn mới, đảm nhiệm những công việc mới có thể khiến bạn lo lắng và có phần hoang mang, nhưng đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần bạn muốn thì còn rất nhiều cách, đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp của những người giàu kinh nghiệm đi trước. Có một điều cần lưu ý là vận trình vượng khiến tư duy độc lập của bạn trở nên tiêu cực, đôi khi bạn thể hiện ý kiến của mình một cách độc đoán, cứng nhắc. Do đó, Kỷ Mùi sẽ cần học thêm tính khiêm tốn, nhường nhịn thì công việc mới dễ dàng thành công. Về mặt tài lộc, xem tử vi tài lộc của Kỷ Mùi trong tháng 6 năm 2023, vận khí tăng tiến cũng giúp bản mệnh đón tin vui ở phương diện này, thuận đà công việc hanh thông. Không còn lý do gì mà tài chính của Kỷ Mùi không khởi sắc theo đó, thậm chí bạn sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền, mà đồng tiền sẽ tự tìm đến. Quan đới đảm bảo sự nghiệp tiến triển ổn định, con giáp này vẫn đang từng bước hoàn thành các kế hoạch hay mục tiêu của bản thân. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do con giáp này đạt được những thành tích nhất định nên có thể sẽ được khả năng tăng lương, thăng chức. Những ai đang ấp ủ mong được tăng lương cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên. Nếu nỗ lực và đóng góp của bạn là xứng đáng, cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này của bạn. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì cũng nên nắm bắt thời cơ khi thần tài đang đứng về phía bạn. Nhờ tam hội cục nhập mệnh, hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh, bạn hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra trước đó. Đôi lúc cũng cần một chút máu liều để thu về càng nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa bạn bất chấp đâm đầu và cả những lĩnh vực bản thân không có hiểu biết, đừng đặt mình vào nơi quá mạo hiểm lớn, làm gì cũng cần đường lui cho bản thân. Để tăng cường vận may tài lộc, tuổi Kỷ Mùi có thể trưng các loại cây vượng tài lộc như cây kim tiền, chúc phú quý trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình duyên, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Kỷ Mùi. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho bản mệnh. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân, bạn có thể tìm được một người thích hợp với mình, kết thúc những tháng ngày lẻ loi bao lâu nay. Bạn còn những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì ngồi chờ đợi như trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng nên phải cân nhắc kỹ càng, chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi về sau. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng đối với các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó cực kỳ nguy hiểm. Đôi bên có thể gặp phải chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ. Các cặp vợ chồng nên tỉnh táo, tìm đúng mối lương duyên thiện lành, chớ đứng núi này, trông núi nọ mà phải tự phá hoại hạnh phúc của bản thân. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng mới dự báo sức khỏe của Kỷ Mùi vốn không gặp vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này. Dù vậy, bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi con giáp này ham làm việc, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1 từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch. Theo tử vi năm 2023 của người tuổi Kỷ Mùi, bước sang tuần mới, vận trình của bản mệnh khởi sắc hơn hẳn, không phải đối diện với quá nhiều trở ngại như trước. Tuy nhiên, dịch mã động tinh vẫn án ngữ, báo hiệu một tuần tất bật, vất vả, nhưng đổi lại thành quả gặt hái được cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Hãy chủ động xông xáo hơn trong công việc, đừng để người khác giao việc cho mình mới làm, như vậy luôn phải theo sau người khác, không khá lên được. Ở đời này, cái gì cũng có giá của nó, dám làm dám chịu, có trải qua khó khăn chông gai, mới có ngày gặt hái được quả ngọt. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tuần khả quan,
Đây là thời điểm phù hợp để bạn khai trương cơ sở kinh doanh mới, mở rộng quy mô làm ăn, có thể chọn người tuổi Mão hoặc Ngọ để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Chuyện tình cảm yêu đương của người tuổi Kỷ Mùi được coi là tạm ổn, tuy vẫn có những lúc tranh luận khắc khẩu, nhưng rồi đâu vào đó, mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát. Bản mệnh vốn bướng bỉnh lại cố chấp, nhưng may mắn có được nửa kia hiểu và nhượng bộ, nên mối quan hệ này khá bền. Sức khỏe của những chú dê không có gì đáng lo ngại, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, tiết lập hạ nóng bức, bản mệnh cần bổ sung đủ nước cung cấp cho cơ thể hoạt động, thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Mão, tiểu nhân, Tuất, Thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số phát tài, 89, 45, 22. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi hàng tuần của người tuổi Kỷ Mùi, không có quá nhiều dấu hiệu bất lợi có thể ngăn cản bước tiến thành công của mệnh chủ trong tuần. Thái Dương và Thiên Diêu như hai cánh tay đắc lực, có thể trợ lực mạnh mẽ, giúp những chú dê vượt mọi khó khăn, thử thách để gặt hái được thành quả tốt đẹp. Tinh thần làm việc hăng say, nhất là nam mệnh được Thái Dương phù trợ, soi sáng tư duy, khai thông trí tuệ, làm việc gì cũng chủ động, nhanh chóng nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định sáng suốt, thu về kết quả ưng ý. Khả năng cao người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về tăng lương, thăng chức trong tuần này, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã định liệu trước, nên không có gì quá bất ngờ. Dù sao, nhận được tin vui cũng nên mở tiệc nho nhỏ chúc mừng, hay ít nhất là đánh dấu hỷ sự. Tình hình tài chính của Kỷ Mùi khả quan, có thể bạn sẽ lên kế hoạch chi tiêu khá lớn trong tuần, có thể là đi du lịch xa, mua nhà, mua xe, tự dưng tài khoản tích lũy bị hỏng, mất đi những con số dài, tinh thần có chút bất an. Nhưng đổi lại, bạn sở hữu cho mình những món đồ giá trị, cũng xứng đáng thôi. Được thiên diêu đào hoa tinh che chở, tuổi Kỷ Mùi không lo cô đơn buồn tuổi nữa, nhân duyên khác giới đang vượng, không nên thu mình trong các mối quan hệ. Trái lại hãy tự tin, phóng khoáng, chủ động mở rộng xã giao, sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được người trong mộng. Trong tuần, tuổi Kỷ Mùi cần chú ý đôi chút về phương diện sức khỏe, một vài dấu hiệu bất thường xuất hiện, kèm theo những biểu hiện đáng ngại, nhất là về vấn đề da dẻ, xương khớp, ngoài việc dành thời gian chăm sóc da. Bản mệnh đừng quên luyện tập thể thao để cơ thể bài tiết độc tố ra bên ngoài và hãy nhắc nhở bản thân đi ngủ sớm, uống nước đủ ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, tiểu nhân, Thìn, Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Con số phát tài, 65, 34, 08. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi cho thấy người tuổi Kỷ Mùi đón thêm một tuần thuận lợi, vận trình hanh thông, công việc tiến triển suôn sẻ, tuy có chút vấp váp, nhưng đó chỉ là muối bỏ biển. Bằng chính sự thông minh, lanh lợi và nhiệt huyết của mình, bản mệnh nhanh chóng vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực bản thân, khiến ai nấy đều phải thán phục. Nhân lúc còn trẻ, khỏe, tuổi Kỷ Mùi có thể đầu tư thời gian để học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới ở các lĩnh vực khác nhau, chăm chỉ đọc sách hàng ngày, chủ động chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè, chẳng mấy chốc bạn sẽ tiến bộ lên trông thấy. Trong tuần, có dấu hiệu của kẻ tiểu nhân quấy phá bởi sự xuất hiện của âm sát hung thần. Âm sát đại diện cho thế lực hắc ám, có thể gây ra nhiều phiền nhiễu, hòng cản trở con đường tiến thân của mệnh chủ. Vì thế làm gì cũng phải thận trọng, đừng thấy phía trước trải hoa hồng mà cứ thế khinh suất, hãy bước đi thật chậm, chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà ục ạch. Sự xuất hiện của Thái Tuế cũng có thể mang tới một vài bất lợi cho công việc và nhân duyên của tuổi Kỷ Mùi. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không lớn, bạn vẫn kiểm soát tốt tình hình, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Có điều tinh thần của bản mệnh bất ổn, suy nghĩ nhiều, dẫn đến ăn uống kém ngon, ngủ không sâu giấc, sức khỏe tự nhiên giảm sút. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Kỷ, Hợi, tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số phát tài, 89, 33, 21. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến 30 tháng 6 âm lịch. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của Kỷ Mùi có chút giảm sút, hung vận lấn át cát vận, lại có thêm thiên cầu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cầu mang điềm báo có các thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở đường tiến thân trên con đường công danh, sự nghiệp. Nhắc nhở những chú dê chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bột phát, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Kỷ Mùi vốn thẳng tính,
có gì nói nấy không kiêng nể ai bao giờ. Bạn xác định thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống trong mình giả dối. Tuy nhiên, điều này khiến cho không ít người khó chịu và chính bạn gặp phải không ít rắc rối. Tốt hơn hết thay đổi một chút, tránh chuyện thị phi. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự kiến, khiến bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Tý, Thìn. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. Con số phát tài, 54, 02, 78. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong Thái Căn Đàm có câu rằng, địa đê thành hải, nhân đê thành vương. Tức là, đất cúi mình trở thành biển, người biết cúi mình mới trở thành vương. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu anh tài, thanh đạt nghiệp chính, đã ngộ được đạo lý này. Trong lịch sử văn hóa truyền thống, Đế Thuấn là người nổi tiếng về tấm lòng hiếu thảo cảm động trời xanh. Sau khi sinh Thuấn không lâu, thì mẹ ông qua đời. Mẹ sinh ra cậu em trai tên là Tượng. Dù Thuấn vô cùng hiếu thuận với cả mẹ kế, thương yêu Tượng, nhưng ông vẫn bị đối xử thậm tệ vô số lần. Dù vậy, lòng hiếu thảo của ông cũng chẳng thay đổi, sống một cuộc đời nghèo nàn, khốn khó, nhưng ông vẫn không một lời oán thán. Sau này, nhờ đức hạnh của mình, Thuấn được chọn trở thành bậc thiên tử. Chính sự kiên cường, khiêm tốn, thuần chân của mình, cuối cùng Thuấn đã hoàn thành đại nghiệp của mình, hậu thế ngàn đời sau vẫn còn ca ngợi. Biết ẩn mình tâm sẽ tĩnh lặng như nước, hiệu khoan sông, tấm lòng sẽ ấm áp bội phần. Benjamin Franklin là một trong những người sáng lập nước Mỹ. Thời còn trẻ, ông đã có cơ hội đến thăm một vị được coi là trưởng bối đối với ông. Khi đến nơi, ông ưỡn ngực, ngẩng cao đầu lập tức bước vào, nhưng bất ngờ đầu của ông đã đập vào khung cửa, tím bầm cả một chòm. Vị trưởng bối nhìn thấy ông bèn mỉm cười, ra nghênh đón và nói rằng, đau có phải không? Cháu biết không, đây sẽ là thu hoạch lớn nhất mà hôm nay cháu đến đây đó. Một người muốn thông chuyện thời thế sự, hiểu được nhân tình thế thái thì mọi thời khắc cần ghi nhớ kỹ, cần phải cúi đầu. Benjamin Franklin từng ghi lòng tạc dạ lời dạy của vị trưởng bối này, ông cũng đã thực hiện đại nghiệp to lớn của mình. Cúi mình không phải là một hành động yếu hèn, mà nó có thể hun đúc, mà nên một nhân cách cao thượng. Người khiêm tốn chẳng mấy khi cậy thế ép người, cũng hiếm khi hiển lộ chân thân. Họ là người biết cách giấu ánh hào quang của mình, họ vui vẻ hành thiện, tấm lòng rộng rãi, hòa ái với người, an nhiên mà khoáng đạt, biết sống khiêm nhường thì vinh nhục chẳng phải kinh sợ. Họ có cách cúi mình sẽ giúp bạn nắm vững thời cơ mà trở nên vô cùng lão luyện. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.